Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Eddie đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plants vs Zombies 2 phiên bản Trung Quốc nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment dưới video. Nó sẽ là cái động rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và let's go nào, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, chuyến thôi. Chúng ta đang ở màn... Ok, chúng ta sẽ xem nào. Hôm qua tôi đang chơi dở cái màn bên này. Hôm qua tôi sử dụng cái con gì nhỉ, ông già, và cái game nó, cái video nó bị lỗi một tí xíu anh em ạ. Không sao, chúng ta sẽ quay trở lại và vẫn sử dụng cái chuyện như hôm qua. Ông già kết hợp với Bomber Grannis. Họ đấy, ông già đây anh em ơi. Ông già hay kết hợp với một cái cây gì đó nó bá đạo hơn nhỉ. Có Chomper, có con này chưa test này. Con đấy chưa test bao giờ luôn. Kiếm sĩ diệt quỷ, hoa hồng đỏ, hoa hồng lửa. Mình bỏ Red Stinger và lấy cái hoa hồng lửa. Hoa hồng lửa nó sẽ bắn ở trên trời xuống. Và hoa hồng lửa và hoa băng. Ồ, cái hợp này nó bá đạo vãi cả chưởng anh em ạ. Phải nói như vậy đấy. Chúng ta sẽ mua lên ít săn cái. Ấn vào đây sẽ tặng thêm săn này anh em. Con này sẽ hát anh em ạ. Con săn này rất là đặc biệt, là nó sẽ hát. Hát mấy bài gì đấy. Ok, để đây phát. Chúng ta sẽ có thể tăng tốc độ lên được cũng được anh em ạ. Oh, wow, cái gì thế này? Ném bom nó. Chết rồi. Quả này vỡ mõm rồi. Thì chết nha. Hoa lửa, cạnh hoa băng. À, nó gọi là một cái gì đó rất là đẹp luôn. Yeah. Bom phía sau. Hoa lửa và hoa băng kết hợp với nhau. Rồi, nó gọi là một cái kết hợp bá đạo. Ôi, nào anh em ơi, tao là hàng lửa, thằng kia. Ô, thằng này đốt hàng lửa ở đâu này? Mình cũng không hiểu sao nó lại đốt ở đấy luôn. Bọn sau cứ hát đi anh em ạ. Ui, đẹp thế nhờ. Anh em nhìn cái đội hình này thì trông chán luôn. Con này hóa lửa anh em. Ôi, chết rồi. Mày đánh hộ tao cái, vào đây mình sẽ đánh được không? Ôi, chứ này mạnh quá. Chúng ta mất cây ở đây này anh em ơi. Không sao anh em ạ. Ở đây mà này có con boss gì mới không? Có con boss gì thì hay hơn. 1500 vàng. Ôi, mình ấn nhầm vào cái gì rồi? Nó đơ game luôn rồi. Bó tay. Ồ, hình như mình ấn nhầm vào cái game Hero's Try gì đó. Hy vọng là game cái màn này mình đã được đánh qua nha anh em. Ồ, không được, phải ấn vào cái nút bên này, bên tay trái thì mới có thể là qua được cái map này. À, mới có vào được game. Bó tay.com luôn. Ok, chúng ta sẽ ấn vào đây để mở ra podcast game. Để cho nó đầy thanh này luôn nhá. Xong rồi tính sau. Chúng ta là AC. Hiện tại là AC gì đấy bên này. Hay phết chứ đúng không? Không biết là mình phải chơi lại cái màn lúc nãy không nữa. Hy vọng là không. Không anh em ạ. Hình như là tôi sẽ sang ngay luôn màn 5 này. Đúng rồi, chính xác. Không, hình như phải chơi lại cái màn lúc nãy rồi. À không anh em ạ. Rất may là không phải chơi lại cái màn lúc nãy nhé. Quá tuyệt vời luôn. Không còn gì có thể là tuyệt vời hơn. Quá hay. Đỡ phải chơi lại. Và được chọn cây không? Không được chọn cây luôn. Không chọn cây. AKE nó hơi yếu nha anh em. Chúng ta hãy tập trung không là thua đấy. Chưa là tôi ấn vào cái nút gì mà nó dạo này nó cứ hay đơ ấy nhỉ. Game biết giờ này sao ấy nhỉ? Chẳng hiểu luôn. Ấn nút này nhá anh em, ấn chính xác. AKE nào, nhanh hơn, trận này sẽ nhanh thôi. Mình nghĩ là sẽ nhanh thôi. Hơi yếu. Nảy rồi mà. Sao chỗ này đông nhỉ? Càng nảy nó sẽ càng mạnh. Dĩ nhiên là như vậy. Red Stinger. Stop lại. Ở phía giữa chưa có cây gì kìa. Hơi đáng ngại, hơi đáng lo một tí xíu là giữa không có cái gì cả. Cho nảy này anh em ơi. Con này nó phải nảy nhiều thì nó mới giết được kẻ địch. Thế thôi. Bắn hết anh em ạ. Úi xồi ôi. Nảy hết anh em ơi. Nảy càng nhiều thì càng giết được kẻ địch thôi.
Bên này có hai cái đẩy. Ồ, vào được không? Bên này các bạn không vào được thì làm sao các bạn đánh được tôi? Thế thôi. Chạy vào thì có chết thôi anh em ạ. Vào thì có chết thôi, chạy nào được. Nó đẩy cho chỉ có chết thôi. Cái này để trường hợp dự phòng, trường hợp dự bị anh em nhá. Khẩn cấp thì ta sẽ sử dụng. Hiện tại chưa cần khẩn cấp lắm. Chưa có gì quá khó khăn lắm. Đây là tân cuối này, nó sẽ đông hơn gấp bội lần. Kiểu dạng như vậy. Chúng ta sẽ cản đường nó lại anh em ơi, từ từ đã. Con này cứ bình tĩnh, không có gì là phải vội cả. Chúng ta sẽ cho nổ ở đây đúng không? Nó chết hết mà. Mình còn chẳng cần phải sử dụng đến cherry bomb. Cherry bomb nó quá thừa trong cái màn như thế này. Đánh khá nhanh nhỉ. Ok, let's go nào anh em ơi. Chúng ta sẽ chuyển qua được với trận mới, trận kế tiếp như thế này. Chúng ta sẽ đối đầu với ai đây? Ở level số 6. Đây, level số 6 này. Đấy, let's go nào. Chúng ta đánh nhau ở trong level số 6 luôn. Ngon đấy, khỏe đấy, bá đạo. Vẫn sử dụng cái chuyện như lúc nãy thôi anh em. Ô, AKE được thay thế cho bởi một cái cây khác. Cái lửa của mình nó bị mất đấy anh em ơi. Đáng lẽ mình nên bỏ cái con AKE ra. Mình không hề thích con AKE một tí nào cả. Nó yếu ấy. Rất là nhiều trường hợp chúng ta đánh AKE xong rồi yếu nhất luôn. Mình không thể làm gì được. Cái này lâu ấy nhỉ. Thôi không sao, chúng ta sẽ sử dụng AKE là một cái phương án dự bị, dự phòng cho bọn này. Thật ra thì cũng chưa cần đến nỗi là dự phòng. Để đây phát, con này nó không tiến hóa lên được gì. Đấy, sẵn sàng anh em nhá. Rồi, ok, chúng ta đã sẵn sàng rồi. Tạo lửa nào. Đấy, ở đâu có zombie ở đó có nó, thế thôi. Khá đơn giản. Soul Knight hình như có update gì đó mới thì phải. Ok. Chiếc thuật này thì nó không vào được. AKE cũng là một cái lựa chọn hợp lý. Phải nói cũng khá là hợp lý. Không có nỗi là quá tệ. Rồi. Vào thế nào được, chúng ta sẽ tăng tốc độ lên. Mình cần đánh thêm một trận nữa là hợp lý nhất. Vào đi nào. Vào đi nào bạn ơi. Nó khỏe quá. Nó khỏe quá luôn. Không đánh được, team kia không đánh nổi. Băng ở phía sau. Và cả cây này nữa. Đốt lửa luôn. Nó quá dã man, nó quá mạnh so với phần còn lại của cái map này. Tiếp theo mình sẽ chơi cái màn gì nhở? Mình em ấn cẩn thận nhá, ấn X cái này ra trước này. Cái này là một cái quảng cáo của Trung Quốc. Và đã ấn vào thì nó sẽ cũng không thể ra được. Tại vì mình đang ở Việt Nam mà, mình không thể nào mà xem quảng cáo Trung Quốc được. Nó sẽ dẫn sang trang của Trung Quốc ạ. Ok, chúng ta sẽ chơi level 7. Cái này chưa mở khóa. Chúng ta có cái con đội ô. Thì những cái con nó bắn trên đầu nó thì nó không bắn thua. Chỉ có bắn dưới đất thôi. AKE bị cấm luôn. Bị khóa luôn. Nó không cho phép dùng bất kỳ con khác ngoài AKE cả. Khả năng đẩy của nó cũng khá tốt. Ok, chúng ta sẽ mua săn đây đã. Tính sao. Chúng ta sẽ tăng tốc độ lên nhé. Hôm nay mình đánh hơi nhiều trận đây. Vì hôm nay mình cũng không có hứng để đi mở cây cho lắm. Vào chưa bạn ơi. Tôi sẽ cho các bạn con này nó khỏe quá. Nó quá trâu chó ấy. Vào đây bạn ơi. Ôi ôi, bị đào rồi. Bị đào mộ rồi. Nó đào phát. Ôi ôi, chết toi rồi. Chết. Con lợn. Con lợn này. Mày nhơn, mày giết tao à? Không được. Nó khỏe quá. Nó cũng khỏe vãi cả trưởng luôn anh em. Không kịp đốt luôn. Dã man chưa. Từ từ đã, giết bọn này đã anh em ạ. Mình mất cây rồi. Nó ở trên trời, mình không kịp làm gì cả anh em. Mày đào tao á? Không được, không đào đâu. Anh em các kiểu không đào mình đâu. Để sẵn sàng, ô thắng rồi, hay quá. Một màn thi đấu quá ra nhanh. Có quảng cáo gì không? Lại ấn nhầm vào, lại đít ra ngoài, lại mất một khoảng thời gian rất là dài. Nên không chơi, không chơi kiểu đấy đâu. Tôi không chơi đâu. Rồi, và chúng ta sẽ cứ nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập kế tiếp của
Plan với Zombie phiên bản Trung Quốc. Bye bye.